Doanh số bán nhà suy giảm nhưng giá nhà gia tăng. Sự phục hồi của thị trường nhà ở Hoa Kỳ vẫn còn đang tiến triển. Doanh số bán nhà đã giảm trong tháng 6, nhưng liên tiếp trong 2 tháng trước, doanh số bán đã gia tăng mạnh và giá bán đã tăng lên đến mức cao nhất của 5 năm với mức giá trung bình là 214.000 Mỹ kim. Và các ngôi nhà được bán nhanh hơn. Nay, một ngôi nhà chỉ ở trên thị trường trung bình khoảng 37 ngày so với 70 ngày một năm trước đây. 37 ngày là thời gian trung bình ngắn nhất kể từ khi Hiệp hội Môi giới Nhà ở Quốc gia bắt đầu làm thống kê một vài năm trước đây. Và tồn kho tuy có gia tăng đôi chút nhưng vẫn đủ thấp để khẳng định thị trường nhà ở đang phục hồi. Các kinh tế gia cho rằng đây là một thời điểm căng thẳng đối với người mua, mặc dù mức giá thực sự còn khá thấp so với tiêu chuẩn trong lịch sử và lãi suất thế chấp vẫn ở mức thấp lịch sử, nhưng không có nhiều nhà trên thị trường để lựa chọn. Và đối với những người muốn mua, tìm kiếm một cái gì đó cụ thể, họ có thể không tìm thấy những gì họ muốn. Và với thời gian trôi qua, mức giá cao hơn có thể trở thành một yếu tố khi người mua tính toán lại xem họ có khả năng để mua ngôi nhà mơ ước hay không khi mà căn nhà được đưa lên thị trường. Với lãi suất gia tăng trở lại, có thể là một cản trở khác nếu như thu nhập của người lao động không gia tăng, cho dù chỉ là một gia tăng 50 hay 70 Mỹ kim hàng tháng cho mỗi khoản vay thế chấp 100.000 Mỹ kim. Nhưng thực tế là doanh số bán nhà trong tháng 6 chủ yếu phản ánh lãi suất thế chấp ấn định trong khoảng tháng 4 trước khi gia tăng mạnh. Do đó, tác động thực sự của sự gia tăng lãi suất thế chấp vẫn chưa được thực sự phản ánh.